quán thân trên thân đức phật dạy cách hành thiền tứ niệm xứ như thế nào và những loại tinh tấn nào cần thiết cho việc tu tập cần phải có sức mạnh gì và lợi lạc của sự tu tập như thế nào ngay lúc bắt đầu bài kinh đức phật đã đề cập đến các lợi lạc của thiền tứ niệm xứ có bảy lợi lạc chẳng hạn như sự thanh lọc tâm ngài còn dạy đến niệm xứ là pháp tu duy nhất đem lại bảy lợi lạc có bốn lãnh vực quán sát quán thân quán thọ quán tâm và quán pháp hôm nay ngài sẽ giảng về bốn lãnh vực quán sát và giải thích về các lợi lạc như sự thanh lọc tâm bốn lãnh vực quán sát của thiền tứ niệm xứ là gì? một Quán thân 2. Quán thọ 3. Quán tâm 4. Quán pháp Lối Đức Phật dạy là Ngài dạy một điều, nhưng nhiều điều khác cũng được dạy cùng một lúc. Ngài giải thích nhóm chữ Kajya nupassana Trong những sự giải thích về nhóm chữ Nupasa, thì nhóm chữ Kavya Nupasi là chính. Có nghĩa, người quán sát thân trong thân lập đi lập lại. Trong Kavya Kavya Nupasi, nếu lấy chữ Kavya ra khỏi, thì còn Kavya Nupasi. Có nghĩa, người quán sát nhóm sắc pháp. Do đó, hành giả nên quán sát các sắc pháp lập đi lập lại Bất kỳ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi là bốn oai nghi chính, cũng như các hoạt động khác như co, duỗi, xoay, nhắm mắt, mở mắt, nháy mắt, vân vân, mọi oai nghi, mọi hoạt động đều bao gồm trong sắc pháp. Có nghĩa, một nhóm vật chất. Trong vật chất, yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió. Trong đó, yếu tố gió vượt trội nhất yếu tố đất biểu hiện như sự cứng mềm nhám mềm mại ví dụ như sự cứng ở xương sự mềm ở da sự nhám ở tóc do đó nhám cứng mềm là bản chất của yếu tố đất hành giả có thể cảm nhận bản chất của từng hạt nhỏ do đó nếu các hạt này hợp chung lại làm cho hành giả có cảm giác cứng mềm chỉ khi nào các hạt này hợp lại thì hành giả mới cảm nhận được sự cứng mềm. Trong sự ẩm ướt cũng do sự hợp lại của những hạt ẩm ướt. Trong sự kết chặt cũng có sự hợp lại của những hạt kết chặt. Tương tự, trong sự nóng lạnh, sự nhẹ cũng như trong sự cứng đơ, căng hay chuyển động cũng được kết hợp bởi các hạt khi các hạt này hợp thành nhóm gọi là kapya. Thế nào là quán thân trong thân? Có nghĩa quán sát thân là thân, chứ không phải là thọ, tâm hay pháp. Ví dụ, khi thấy hòn đá, hành giả phải thấy hòn đá là hòn đá, thấy như vậy là đúng, thấy miếng vàng là miếng vàng, thấy như vậy là đúng cũng thế ấy khi hành giả quán thân phải là thân và ý nghĩa thứ hai là không pha trộn với các sự vật khác đây là cách chỉ dẫn quán sát do đó ý nghĩa là khi thực hành hành giả nên có thói quen quán sát thân như là thân và quán sát lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ giải thích đến chừng này thì chưa làm rõ cách thực hành trong quá khứ nếu có người không biết ngôn ngữ hay tuy biết nhưng không đủ từ để hiểu các vị chú giải cho định nghĩa xa hơn trong thân yếu tố đất biểu hiện qua sự cứng mềm nhám mềm mại yếu tố nước bản chất chảy dính hút biểu hiện qua hình thức chảy mũi hay đổ mồ hôi cũng như các sự đông cứng mềm đặc sự nóng đặc lạnh đặc là những gì biểu hiện rõ ràng nơi thân. Cũng như yếu tố lửa, biểu hiện qua sự nóng, ấm, lạnh, nhẹ và có bản chất cứng và căng. Các bản chất này biểu hiện rõ ràng, chúng là các bản chất của chân đế và đây là cách quán sát theo di diệu pháp không dễ cho hành giả quán sát tứ đại theo cách chỉ dẫn trong di diệu pháp thành giả nên niệm theo lối kinh điển dạy khi có phòng xẹp đơn giản niệm phòng xẹp khi thở vô thở ra quan sát hơi thở vô thở ra niệm theo lối tương tự khi co duỗi mở mắt nhắm mắt hay nháy mắt niệm đầy mục sinh khởi rõ nhất trong hiện tại trong mỗi cử động đều có liên quan đến tứ đại trong đó biểu hiện của yếu tố gió qua sự căng giãn chuyển động là dễ thấy nhất cũng như biểu hiện của yếu tố gió cũng dễ nhận thấy qua sự phòng xẹp co duỗi nhắm mở hay nháy mắt hành giả nên quán sát những gì dễ thấy nhất theo kinh điển hành giả nên quán sát đề mục sinh khởi trong hiện tại biểu hiện rõ rệt nhất. Do đó, trong khi ngồi, hành giả quán sát hơi thở ra vô hay sự phòng xẹp qua sự liên hệ với hơi thở ra vô. Trong khi kinh hành, hành giả quán sát sự dở, bước, đạp, đứng, xoay. Trong đó yếu tố gió cũng được thấy rõ nhất. Trong cơ thể, sự cứng cũng dễ nhận thấy và trong sự cứng có những hạt tạo nên sự cứng khi hành giả thấy cứng niệm cứng cứng khi thấy mềm niệm mềm mềm khi lạnh niệm lạnh lạnh khi nhẹ niệm nhẹ nhẹ khi ướt niệm ướt ướt khi đặt niệm đặt đặt khi cứng niệm cứng cứng khi căng niệm căng căng do đó bất kỳ hiện tượng gì sinh khởi hành giả niệm đúng như hiện tượng là. Có nghĩa có gì niệm đó. Bất kỳ hiện tượng gì rõ nhất, hành giả hãy niệm toàn thể hiện tượng. Khi niệm, đừng niệm là đất đất hay gió gió hay lửa lửa. Hãy niệm vào toàn thể đề mục và nên niệm vào những gì rõ nhất. Chẳng hạn, sự cứng, lạnh là những gì rõ nhất. Lúc mới thực hành, là hành giả sơ cơ hành giả chỉ thấy hình tướng hay tư thế của đề mục nhưng không thấy được bản chất thật sự của đề mục đó là tại vì các hình tướng tục đế che đậy nên hành giả không thể thấy được thực tướng của đề mục vì vậy hành giả sơ cơ lúc đầu không thể biết được chân đế do vậy lúc đầu hình tướng hay tư thế của đề mục biểu hiện rõ nhất Hành giả cứ ghi nhận như vậy, hành giả chưa thấy được chân đế, chỉ có sự biểu hiện của tục đế qua hình tướng và tư thế của đề mục là dễ thấy nhất, cứ để vậy. Ngài cho ví dụ, nếu một người biết hay chưa biết về món ăn nào đó, khi đưa vào miệng, người này biết ngay là cứng mềm, và khi nhai thì sẽ biết được mùi vị, nếu là giật ngọt, biết ngọt, chua biết chua đắng biết đắng cũng tương tự như vậy khi uống sẽ biết được vị của thức uống ra sau cũng thế ý lúc đầu khi ngồi thiền hành giả niệm phòng xẹp hành giả niệm thầm bằng ngôn ngữ chính của hành giả nếu là người mỹ niệm phòng xẹp bằng anh ngữ nếu dùng ngôn ngữ khác cũng niệm với ý nghĩa tương đương phòng và xẹp khi đi kinh hành niệm dở bước đạp hành giả cũng chỉ thấy hình tướng hay tư thế của chuyển động chân hành giả phải niệm bằng cách đặt tên sự đặt tên thuộc loại danh tục đế nhưng hành giả nên làm như vậy lúc ban đầu tóm lại khi niệm thân đúng là thân và dùng ngôn ngữ riêng từng xứ để niệm cũng như khi niệm hành giả hãy niệm thầm qua tên gọi như phòng phầm hay xẹp xẹp đức phật định nghĩa kavya nupassana giống như kavya nupashi nhưng đức phật không chỉ nói kavya anupashi mà dùng thêm kavya để thành kavya kavya nupashi nhằm mục đích tránh lẫn lộn và thêm chữ kavya để chỉ cách thức quán sát và cách thức niệm chân đế nổi lên tục đế chìm mất khi phòng niệm phòng đừng thấy phòng mà lại niệm xẹp cũng như khi thấy xẹp hãy niệm xẹp đừng niệm là phòng hoặc niệm tâm hay pháp vào sự phòng hay xẹp thấy phòng niệm phòng thấy xẹp niệm xẹp hành giả hãy niệm như nó là vậy do tâm có thói quen thấy hình tướng hay tư thế nên lúc đầu hình tướng hay tư thế của đề mục biểu hiện rõ rệt nhất và khi tục đế nổi lên thì chân đế chìm mất vì lẽ đó lúc đầu hành giả chỉ thấy tục đế rõ nhất mà không thấy được chân đế nhưng khi tu tập tiến bộ khi tấn niệm định phát triển thì chỉ có chân đế biểu hiện rõ rệt nhất khi hành giả phát triển được sự hiểu biết về chân đế chân đế sẽ trở nên rõ rệt ở giai đoạn đó chân đế nổi lên tục đế chìm mất hành giả không còn thấy hình tướng nữa hành giả không còn thấy rõ thân thể hay tứ chi cũng như không còn thấy hình dáng của bàn tay chân hay đầu nữa hành giả cũng không biết mình đang ngồi hay đang nằm hay đang có duỗi lúc đó chỉ có chân đế là được thấy rõ nhất ở giai đoạn này hành giả không còn cần phải niệm qua sự đặt tên chỉ có đề mục sinh khởi và sự hay biết mà không còn tên gọi nữa chỉ còn có đề mục và sự hay biết đề mục ở giai đoạn này hành giả sẽ tự hiểu qua kinh nghiệm cá nhân có câu nói khi tục đế nổi lên chân đế chìm mất trước khi đến giai đoạn này thì hành giả chỉ thấy hình tướng cứ ghi nhận như vậy nếu tâm không phóng khỏi đề mục thì cũng đủ tốt tiếp tục niệm qua sự đặt tên bằng ngôn ngữ thường như phòng xẹp hay dở bước đạp thực hành theo lối này là thực hành theo lối chỉ dẫn từ kinh điển đừng thực hành với lối niệm theo di diệu pháp, hành giả hãy niệm theo như kinh điển chỉ dạy và dùng sự đặt tên bằng ngôn ngữ thường. Trong khi niệm vào đề mục, khi có sự phòng xuyên khởi, hành giả hãy niệm phòng đúng theo như những gì đang diễn ra, có nghĩa tên gọi được đặt theo những gì đang diễn ra. Chẳng hạn như sự nóng hay lạnh, hay ấm hay nhẹ, bất kỳ những gì đang xuyên khởi hãy niệm giới tên gọi đúng theo những gì đang diễn ra còn danh tục đấy lúc mới ban đầu hành giả niệm vào đề mục bằng cách đặt tên sao cho hành giả biết đề mục một cách rõ ràng trẻ con học chữ ngài cho ví dụ khi trẻ con mới đi học thường được dạy đánh dần và đọc chữ trước nhất trẻ phải đánh dần từng chữ, rồi sau đó mới đọc cả nhóm chữ. Ví dụ như trẻ phải đọc chữ cat và rat. Trước nhất, phải dạy trẻ đọc từng chữ rời, C-A-T, và đọc trọn chữ cat hay rat. Do đó, trẻ phải đánh dần từng chữ trước khi đọc trọn cả nhóm chữ. Nếu chỉ đọc thầm trong tâm, thì không thể đọc trọn cả nhóm chữ hay không thể phát âm cả nhóm chữ. Vì vậy khi mới học trẻ phải đọc ra tiếng và đọc lớn từng chữ một. Trẻ không thể dùng tâm lướt ngang trọn nhóm chữ. Sau khi biết đọc khá sẽ được dạy đọc câu ngắn, câu dài hay cả đoạn văn. Về sau khi đã biết đọc thuần thục, trẻ không còn cần phải đánh dần nữa cũng thế ấy. Trong giai đoạn đầu của sự hành thiền, hành giả nên niệm đề mục qua sự đặt tên thầm trong tâm. Giống như trẻ con đánh dần từng chữ. Vấn đề niệm thầm đã được giải thích trong phụ chú giải qua hình thức hỏi đáp. Có điểm tranh luận rằng thực hành để thấy chân đế là điều thực sự xảy ra. Có tốt hơn chăng nếu hành giả chỉ niệm hay ghi nhận chân đế mà không dùng sự niệm thầm. Câu hỏi rằng: Việc niệm thầm hay sự đặt tên có cần thiết không? Câu hỏi này rất tế nhị. Câu trả lời là khi hành giả chưa phát triển được sát na định, khi sát na định chưa đủ mạnh, hành giả cần phải niệm các đề mục bằng sự niệm thầm ở giai đoạn đầu của thiền tập. Chỉ với cách này làm cho hành giả thấy được đề mục kỹ hơn giống như trẻ nít phải đánh dần trước khi đọc lúc mới bắt đầu đi học và trong ví dụ khi một đứa trẻ đã biết đọc cả câu văn thì khi đọc không cần phải đánh dần từng chữ nữa tương tự như vậy khi hành giả có được tấn niệm định phát triển và khi tuệ giác phát triển hành giả không còn thấy rõ hình tướng của đề mục hành giả chỉ có kinh nghiệm được sự sinh diệt của các đề mục ở giai đoạn này khi hành giả chỉ thấy đề mục sinh diệt mà không còn thấy hình tướng hay tư thế của đề mục hành giả không còn cần phải niệm thầm nữa khi hành giả trở nên thành thạo phát triển được trí tuệ việc niệm thầm không còn cần thiết hành giả tự động hay biết bản chất của đề mục một cách rõ ràng mà không ghi nhận cùng với sự niệm thầm ở giai đoạn này chân đế nổi lên, tục đế chìm mất. Việc niệm thầm không còn cần thiết. Nếu ở giai đoạn này, hành giả còn niệm thầm, thì việc niệm thầm sẽ cản trở, làm cho hành giả không theo kịp được đề mục chân đế. Hành giả phải bỏ sự niệm thầm, chỉ quan sát đề mục, để thấy đề mục sinh và diệt, đến và đi. Quan sát, lập đi, lập lại. Trong sự quán thân, hành giả nên quán sát liên tục, thân là thân. Khi quán sát đề mục, sự quán sát cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Ghi nhận hay quán sát chỉ một lần thôi không đủ. Hành giả cần phải ghi nhận hay quán sát nhiều lần, thì hành giả mới hiểu rõ được như thế nào. Giống như trong sự nghiên cứu, không chỉ quan sát một lần mà cần phải quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần khi quán sát sự vật cần có những sức mạnh cần thiết đó là tinh tấn dũng mãnh vận dụng tinh tấn sao cho tâm ghi nhận được đẩy đến đề mục một cách dũng mãnh khi ghi nhận đề mục với sự tinh tấn dũng mãnh chánh niệm sẽ theo sau do đó khi hành giả vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh trong khi quán sát đề mục chánh niệm chặt chẽ sẽ hình thành tâm không còn chạy đi đâu nữa tâm trở nên gom tụ tâm định hình thành trong kinh niệm xứ sự định tâm không được nói đến thế nhưng nếu niệm được nói đến thì định cũng tự động có liên quan tóm lại khi vận dụng tinh tấn chánh niệm chặt chẽ hình thành tâm trở nên an tịnh và tập trung trên đề mục sự định tâm hình thành khi tâm rơi trên sự cứng, hành giả biết cứng. Khi tâm rơi trên sự căng, hành giả biết căng. Đây là sự tỉnh giác, tức là thấy đúng, thấy rõ, hiểu rõ. Do đó, muốn niệm hay quán sát đề mục, cần phải có các sức mạnh cần thiết. Thứ nhất, tinh tấn dũng mãnh Thứ hai, chánh niệm chặt chẽ. Thứ ba, tỉnh giác. Là ba sức mạnh cần thiết cho sự ghi nhận hay quán sát đề mục. Hành giả phải quán sát thân nhiều lần, quán thân trong thân lập đi lặp lại, sao cho hành giả thấy được bản chất vô thường của các đề mục. Khi thấy chúng sinh và diệt, và chúng không tốt, tức là khổ, và thấy chúng không có tự ngã nào liên quan, tức là vô ngã. Chẳng có gì thích thú, êm xuôi và tốt đẹp, hành giả quan sát để thấy các đặc tính này